Thưa anh chị em, trong các thánh lễ Chúa Nhật những tuần này, mỗi khi anh chị em đi dự thánh lễ thì lại nghe bài tin mừng là các dụ ngôn về nước trời. Nước trời vừa là lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu mà cũng là sứ điệp trung tâm của lời rao giảng. Cho nên khi sai các môn đệ đi truyền giáo thì Chúa Giêsu căn dặn là dọc đường các con hãy rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Thế nhưng thực tế là Chúa Giêsu và các môn đệ rao giảng nước trời đã lâu rồi mà xem ra vẫn không thấy tới. Nước trời được mô tả là vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vậy mà đã 20 thế kỷ rồi, thế gian vẫn đầy tội lỗi, bất công, chiến tranh, đau khổ. Mà không chỉ trong thế gian, nhưng ngay trong lòng hội thánh chúng ta cũng có tội lỗi, cũng có những scandal có khi từ cấp cao, cũng có những tranh chấp và xung đột giữa các cộng đoàn tín hữu. Vậy thì chúng ta phải nghĩ làm sao đây? Chúa Giêsu thấy trước tất cả những vấn nạn đó, cho nên Ngài kể cho chúng ta nghe dụ ngôn hôm nay. Ở đó, giáo huấn về nước trời được trình bày qua hình ảnh một thửa đất có cỏ lùn chen lẫn với lúa. Hội thánh được mô tả là dân Thiên Chúa và là một dân đang trên đường hành hương đi tới nước trời. Mà bởi vì vẫn còn trong tình trạng hành hương đi trên đường, cho nên hội thánh là một thửa đất có cả lúa và cỏ lùn. Chúa Giêsu gieo hạt giống tốt, nhưng ma quỷ luôn tìm cách phá hoại công trình của Thiên Chúa. Cho nên dụ ngôn kể rằng khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù lẻn vào gieo thêm cỏ lùn giữa lúa rồi đi mất. Thì đối diện với thực tế đó, phản ứng của các tôi tớ ông chủ trong dụ ngôn là: ông có muốn chúng tôi nhổ cỏ lùn không? Phản ứng này làm cho tôi nhớ đến phản ứng của tiên tri Jonah. Chúa sai ông đi giảng cho dân thành Ninive, nhưng ông trốn mất. Bởi vì ông sợ là nếu mà ông đi giảng thì người ta ăn năn sám hối, rồi Chúa lại tha cho chúng nó. Và tôi cũng nhớ đến phản ứng của các môn đệ Chúa Giêsu khi Chúa và các môn đệ đi vào một làng Samari mà người ta không chịu đón tiếp. Thế là các môn đệ nổi giận lên thưa với Chúa: Thầy có muốn chúng con lấy lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Có khi chúng ta cũng có phản ứng như vậy. Thế nhưng Thiên Chúa lại phản ứng khác hẳn. Ông chủ trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể nói với các đầy tớ thế này: cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt gom cỏ lùn lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì khu vào kho lẫm cho tôi. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là nước trời chỉ hoàn thành trong ngày trung thẩm, ngày mà Thánh Matthew mô tả là con người ngự đến trong vinh quang, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bây giờ các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Ngài. Ngài sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chim với dê. Và lúc đó sẽ có phán quyết tối hậu về từng người. Còn trong hiện tại thì cứ để cả hai cùng lớn lên.
Chúa hành xử như thế bởi vì Chúa là đấng toàn năng, nhưng đồng thời Chúa cũng là Cha giàu lòng thương xót. Cho nên trong bài đọc thứ nhất hôm nay, tác giả sách Khôn Ngoan trình bày rất sâu sắc. Sách Khôn Ngoan viết thế này: vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, và có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Chúa muốn. Mà cũng vì quyền năng của Chúa là quyền năng của tình yêu, cho nên Ngài kiên nhẫn để cho mọi người có thời giờ sám hối. Và vì vậy sách Khôn Ngoan viết tiếp: Ngài cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Cũng vì vậy anh chị em thấy lời đáp ca trong thánh lễ hôm nay là lời tụng ca tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, khi chúng ta hát lên rằng phần Ngài muôn lệ Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu tử bi, giàu tình thương và lòng thành tín. Thưa anh chị em, cái cách hành xử của Thiên Chúa như chúng ta vừa suy điển soi sáng cho cách ứng xử của chúng ta với nhau trong cuộc sống hiện tại, một cuộc sống pha trộn ánh sáng và bóng tối, pha trộn thánh thiện và tội lỗi, pha trộn tốt đẹp và xấu xa. Thì trước hết mỗi chúng ta nên ý thức rằng cái quyền xét xử tối hậu là của Thiên Chúa chứ không phải của mình. Thánh Gia-cô-bê tông đồ nói rất rõ: chỉ có một đấng ra lề luật và xét xử, đó là đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận? Cho nên mình ý thức rằng quyền xét xử tối hậu là của Chúa chứ không phải của mình. Đồng thời cũng phải ý thức rằng tâm hồn và cuộc đời mỗi người chúng ta đều có cả lúa và cỏ lục. Không ai là thiên thần mà cũng không ai là ma quỷ, nhưng tất cả đều là những con người có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, cả cái tốt lẫn cái xấu. Cho nên thay vì đòi nhổ cỏ lùn lên người khác, thì chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa để chăm sóc mảnh đất tâm hồn của mình, để ở đó lúa mạnh lên thay vì cỏ lùn phát triển. Và hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ bé, như hạt cải là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên lại là thứ rau lớn nhất. Và nếu thấy anh chị em mình có gì sai trái, thì hãy chân thành đồng hành với họ để sửa đổi chứ không phải là để tiêu diệt. Những hành động tốt đẹp đó cho dù là nhỏ bé, nhưng sẽ là nắm men được vùi vào ba thúng bột, làm cho bột dậy men. Và như thế chúng ta vừa là người đón nhận hạt giống nước trời, và là người góp phần xây dựng nước trời trong cuộc sống hôm nay. Amen.